Biết vì sao mình chọn một quyển sách này không? Một lý do rất là trời đất hỏi luôn á. Và mình cũng bị ấn tượng cái cuốn sách này khá lâu rồi. Xem những bộ phim Nhật á, từ người thật cho đến anime á, thì mình rất là ấn tượng cái cách cư xử đúng mực, rất là văn hóa của họ. Sẽ là không liên quan nhưng mà mọi người có để ý á, trong Conan á, ngoài những cái tình tiết phá án ra thì thật là trớ trêu khi một một bộ phim giết người hàng loạt á lại mang đầy tính nhân văn trong từng câu thoại khi mà khúc hung thủ được tra ra rồi không? Rồi, có những tập á khi mà hung thủ bị bắt rồi á còn quay lại cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền lực lượng cảnh sát nữa. Đó. Ok. Chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Chuyện là gần đây thì mình có nhận được học bổng từ ngành học của mình. Thú thật, đây là cái nước đi mà mình không có lường trước được. Mình thì dù là không hay cúp học cũng có ôn bài đó, nhưng mà mình không quan trọng điểm số, cũng như mình quan điểm là thi qua môn là được. Nào ngờ có một ngày mình nhận được học bổng. Rồi cũng lâu rồi mình không làm một đợt book haul. Và những cuốn sách mà mình muốn mua thì mình thường note lại trên story ở một hai tin. Rồi nhân dịp có học bổng thì mình sẽ trích một khoản tiền của học bổng ra để mà càn quét những cuốn sách mà mình muốn mua. Gì thì gì nha, nhưng mà chi tiêu là phải có kế hoạch. Rồi cái cảm giác mà ngồi thêm vào trong giỏ hàng từng cuốn mà mình muốn mua, mà lần này là mua thiệt chứ không phải là thèm chơi, cái cảm giác đó sướng lắm cả nhà. Trước khi đi tiếp với những cuốn sách mà mình đã mua thì sẽ là không liên quan nhưng mà cực liên quan luôn, đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình á thì đừng quên hãy like, share, nhất là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này thì mình không ép được nhưng mà mình nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi đó. Đây là quyển sách đầu tiên mà mình thêm vào giỏ hàng và mua. Cuộc sống không giới hạn của Nick Vujicic. Thú thật thì đây là lần đầu tiên mà mình mua một cuốn sách nói về cuộc đời của một vị tác giả. Để mình đọc tựa ngoài sau cho mọi người nghe trước nha. Đừng bao giờ đầu hàng. Dù bạn có vấp ngã hàng trăm lần, đừng tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc, hãy đứng dậy. Hơn ai hết, tôi cũng đã từng rất tuyệt vọng, đã từng muốn tự tử, trốn chạy khỏi cuộc sống và rất nhiều lần định bỏ cuộc, buông xuôi. Nhưng cuối cùng, tôi đã can đảm đứng dậy sau hàng nghìn lần vấp ngã. Khi mà đọc tới cái câu á là hơn ai hết, tôi cũng đã từng rất tuyệt vọng, đã từng muốn tự tử, thì xin thề với mọi người luôn á là không ai nói cái câu đó mà mang lại cho mình một cái sự tác động to lớn về mặt nội tâm như là tác giả hết đó. Lý do mình chọn quyển sách này á là mình muốn học hỏi thêm về tinh thần lạc quan, cứng rắn của ông. Vì trong tất cả chúng ta, ai cũng hiểu là đôi khi cuộc sống sẽ xảy ra những chuyện mà không ai muốn. Nhưng xuất phát điểm của ông á, thật sự là không cần từ nào khác ngoài oán trách ông trời tại sao lại đối xử bất công với mình như vậy. Ở hoàn cảnh của ông á, thì oán trách, buông xuôi, thậm chí là tự tử là những việc làm mà ai trong chúng ta cũng có thể hiểu được. Nhưng cái chúng ta không hiểu á, là tại sao ông lại có thể mạnh mẽ, dũng cảm đứng lên và còn truyền lại được năng lượng sống cho những người xung quanh nữa. Thú thật thì mình còn không dám đặt mình vào vị trí của tác giả nữa. Đó cũng đủ thấy là mình phải học hỏi từ tác giả rất là nhiều rồi. Cuốn thứ hai là Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim của John Grant. Thú thật là mình cũng muốn mua quyển này lâu lắm rồi và mình cũng đã thấy qua audiobook của quyển này trên mạng. Nhưng mà mình lại thích đọc theo kiểu truyền thống hơn. Mình thích cầm quyển sách trên tay, dở từng trang ra, nghiệm và ghi những điều mình tâm đắc vào sách. Mình chấp nhận là mình sẽ ăn vặt ít đi để dành tiền để mua sách. Để mình đọc bìa cuối quyển sách cho mọi người nghe nha. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tư vấn thành công cho các cặp vợ chồng và các cá nhân, Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim đã giúp hàng triệu lứa đôi thay đổi quan hệ của họ. Và với tư cách là một tác phẩm hiện đại mang tính chất cổ điển, cuốn sách được coi là hiện tượng này đã giúp đàn ông và đàn bà nhận thức ra họ khác nhau như thế nào và làm thế nào để bộc lộ những nhu cầu của mình theo những cách không gây xung đột và nhờ đó gắn kết các cơ hội để phát triển. Theo mình á, là quyển sách này giúp hiểu thêm về suy nghĩ của đàn ông và đàn bà và giúp hiểu suy nghĩ của họ khác nhau như thế nào, từ đó cũng hàn gắn thêm về mối quan hệ. Cuốn thứ ba là Đừng chạy theo đám đông của tác giả Kiên Trường. Là tác giả người Việt. Thú thật là từ trước đến giờ mình đọc đa số của những tác giả nước ngoài
Nên biết đâu khi mà đọc quyển này thì mình cũng sẽ cảm hơn về là tác giả của nước mình thì sao? Chú thích đằng sau quyển sách khá là ít chữ, khá là thú vị. Số đông cho rằng bận rộn là đẳng cấp, trong khi có nhiều thời gian rảnh rỗi mới thật sự là thước đo của sự thành công. Lý do mình chọn mua quyển sách này á là cũng như tên quyển sách đã nói ra là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì mình có lên mạng và đã coi về cái tâm lý học đám đông, và mình cảm thấy cái cuốn đó nó nghiêng khá nhiều về lịch sử. Nó sẽ hơi khô khan nên mình quyết định chọn cuốn này. Mình rất là ít khi mà đặt hàng trực tiếp trên Fahasa, nhưng mà mỗi lần đặt hàng trên Fahasa là mình rất là ân luôn. Vì luôn có cái bìa sách màu trắng, luôn có cái bìa màu trắng bao quanh cuốn sách lại, là đủ thấy Fahasa đóng gói sách có tâm tới cỡ nào rồi. Cái này là mình nói thật từ cảm nhận của mình chứ không phải là mình PR. Cuốn thứ tư là Bí mật của người kể chuyện của tác giả Carmen Gallo. Những cái tác phẩm mà nói trước công chúng nè, nâng cấp trình độ thuyết trình, kể chuyện của bản thân thì luôn có sức hút đối với mình. Trước thì mình đã có đọc qua một trong ba tác phẩm Talk Like TED của vị tác giả này. Nếu mà mọi người có coi TED thì mọi người cũng biết là những cái diễn giả trên trển nói chuyện cực cuốn người nghe. Dù là thuyết trình về vấn đề học thuật hay là tâm lý thì họ vẫn có thể làm người xem cười bất cứ lúc nào và cảm thấy không bị ngán. Trong TED thì mình còn ấn tượng một cái video có tên là The Brain Changing, The Benefits of Exercise của tác giả Wendy Suzuki, khi mà cô còn làm cả khán phòng đứng dậy và thực hiện động tác thể dục theo cô luôn. Đó là lý do mình chọn quyển này. Mình muốn học hỏi thêm phong cách thuyết trình của những diễn giả nổi tiếng, những điều mà người xem ít để ý về họ. Cuốn thứ năm, Thật Độc Ngụy, do Lê Nguyễn Hà An dịch. Chắc là đây là cuốn sách tổng hợp nên không có tên tác giả nhỉ. Để mình kể một kỷ niệm cho mọi người nghe, là vào 1-2 năm về trước ấy, khi mà cuốn sách mới vừa ra mắt á, là mình bị ấn tượng liền. Khó mà giải thích cái ấn tượng của mình về cuốn sách lắm. Vì thứ nhất, nó là nghiêng về tâm lý học. Cái thứ hai là màu sắc của quyển sách thuộc về minimalist, là phong cách tối giản, màu đen ấy. Cái thứ ba là nó như một quyển phép thuật vậy đó. Nói mọi người nghe là từ hồi nhỏ tới bây giờ luôn, mình vẫn bị crush cái hình ảnh là một vị phù thủy tập sự dở quyển sách phép ra và thi chuyển pháp thuật. Ôi thôi, mình bị ghiền cái hình ảnh nó kinh khủng. Nên là quyển sách này hội tụ rất là nhiều yếu tố mà mình thích luôn. Để mình đọc một phần bìa sau cho mọi người nghe nha. Không chỉ đưa ra những hướng dẫn để nhận biết các kiểu tính cách thuộc độc tâm, còn cung cấp các bản hỏi có độ chính xác cao để mà xác định từng kiểu người, hàng chục bài tập cá nhân và chiến lược cụ thể nhằm cải thiện các mối quan hệ, thói quen xấu, gia tăng sự tự do của nội tâm. Cuốn sách không chỉ dành cho những chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu mà còn dành cho cả những người mới bắt đầu, dễ dàng áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Mình có cảm giác cái cuốn này nó giống như đọc về bất kỳ ai. Và mình kỳ vọng khá cao vào cái cuốn này, nhưng mà đã mình đọc rồi để xem như thế nào. Cuốn số 6, Lối sống tối giản của người Nhật, của tác giả Sasaki Fumio. Mình không ngờ là quyển sách lại được bọc như vậy luôn á. Để mình tra lại đơn hàng coi chỗ nào cung cấp quyển sách này, bán quyển sách này cho mình. Thật sự là lại tìm được một chỗ mà bao sách có tâm nữa. Mình thì không có nghiên cứu nhiều về những cái lối sống đâu, và mình cũng bị ấn tượng cái cuốn sách này khá lâu rồi. Xem những bộ phim Nhật á, từ người thật cho đến anime á, thì mình rất là ấn tượng cái cách cư xử đúng mực, rất là văn hóa của họ. Sẽ là không liên quan, nhưng mà mọi người có để ý á, trong Conan á, ngoài những cái tình tiết phá án ra á, thì thật là trớ trêu khi một bộ phim giết người hàng loạt á, lại mang đầy tính nhân văn trong từng câu thoại khi mà khúc hung thủ được tra ra rồi không? Rồi, có những tập á, khi mà hung thủ bị bắt rồi á, còn quay lại cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền lực lượng cảnh sát nữa. Đó. Đó là lý do mà mình muốn tìm hiểu thêm về cách sống của những người Nhật. Và nói về tối giản thì mình cũng ao ước được như vậy. Vì đôi khi mình cảm thấy á, cái là mình bực tức, bức bối á, nhiều khi là cái quan cảnh xung quanh nó quá lộn xộn, chưa có được sự tối giản. Để mình đọc bìa sau cho mọi người nghe nha. Lối sống tối giản không chỉ là cách người Nhật loại bỏ đồ đạc và sắp xếp không gian sống phù hợp, mà còn là phương tiện sống giúp người Nhật tìm thấy ý nghĩa hạnh phúc thực sự của cuộc sống trong thế giới hiện tại.
Nhờ có lối sống này mà tôi đã nhận ra rất nhiều thứ quan trọng với bản thân. Giờ đây, khi đã giảm bớt đồ đạc, tôi có nhiều thời gian hơn cho chính mình. Không còn so sánh bản thân với người khác, nên tôi không có gì phải tự ti, mặc cảm. Tôi cũng không còn chú ý đến ánh mắt và cách nghĩ của người khác. Tôi có thể tập trung hơn, nên hoàn thành công việc tốt hơn và làm những gì mình thích. Tôi đã giảm đồ đạc xuống mức tối thiểu và đã tìm thấy những thứ thật sự quan trọng cho mình. Mình có cảm giác cúm này sẽ giống cúm dám bị ghét không ta? Cúm tiếp theo là mọi người có nghe qua cụm từ là chủ nghĩa khắc kỷ và luôn thắc mắc về nó như mình không? Đó là lý do mình chọn mô quyển chủ nghĩa khắc kỷ do tác giả William P. Irving. Để mình đọc thử bì sau cho mọi người nghe nha. Trong cuốn sách này, William P. Irving giới thiệu đến chúng ta triết lý sống của chủ nghĩa khắc kỷ. Một trong những trường phái triết học phổ biến và thành công nhất thời La Mã cổ đại. Tuy triết học sống này đã tồn tại từ ngàn xưa, nhưng ngày nay nó xứng đáng nhận được sự chú ý của bất cứ cá nhân nào mong muốn có một cuộc sống vừa ý nghĩa, vừa trọn vẹn. Nó hoàn toàn thiết thực và phù hợp đối với cuộc sống hiện tại, giúp chúng ta ứng phó hiệu quả với mọi sự trên đường đời và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Cuốn số 8 là cuốn Tại sao chúng ta ngủ? Của tác giả Matthew Walker. Xin thề với mọi người, trong những năm gần đây thì mình luôn bị ấn tượng cái cuốn này, nhưng mà tại vì chờ sale nên chưa mua thôi. Giờ có cơ hội, có học bổng thì rước em nó về thôi. Để mình đọc một phần vì sao cho mọi người nghe nha. Là cuốn sách về giấc ngủ đầu tiên được viết ra bởi chính một chuyên gia khoa học hàng đầu, giám đốc trung tâm về khoa học giấc ngủ con người của trường đại học California, Berkeley. Sao chúng ta lại ngủ trở thành một cuộc khám phá mang tính đột phá về giấc ngủ. Giải thích việc chúng ta có thể khai thác được sức mạnh biến đổi của giấc ngủ nhằm làm thay đổi cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn như thế nào. Và mình xem review á thì được biết rằng cái cuốn này rất là đáng mua vì nó được viết ra bởi chuyên gia hàng đầu về giấc ngủ. Ông đã dành 30 năm cuộc đời để viết ra cuốn sách này. Thì mọi người nghĩ đi, không bài học nào là miễn phí, nhưng ở đây lại có tồn tại một ngoại lệ sừng sững trên tay mình đây. Nói về cái điều đó xong á, mình cảm thấy cái ý định chờ sale lúc đầu của mình á thiệt là mất mặt quá đi. Xin lỗi tác giả quyển sách ạ. Mình sẽ ráng chiêm nghiệm và học hỏi nhiều nhất có thể từ quyển sách này. Thì quyển sách nói về giấc ngủ này thì mình hy vọng sau khi đọc xong thì mình sẽ có thể hiểu biết thêm về giấc ngủ, từ đó giúp mình có thể đi ngủ sớm hơn, một việc mà mình khó làm. Tiếp theo là combo hai quyển sách về trí não. Bí mật của một trí nhớ siêu phàm của Aaron Katz và siêu trí nhớ của tác giả Dominic O'Brien. Thật ra thì trước đó mình có đọc cuốn Trí tuệ Do Thái của chung một tác giả với Bí mật của một trí nhớ siêu phàm, Aaron Katz. Thì mình bị thích cái cách giúp ghi nhớ nhanh mọi thứ. Và khi mà đọc tiểu sử của tác giả thì mình biết là thật ra lúc đó ông cũng như chúng ta mà thôi. Và biết được rằng là trí nhớ siêu phàm không phải là một món quà được ban phát từ Thượng Đế, mà như bao kỹ năng khác, nó là thành quả của việc luyện tập. Và mình nghĩ có thể đọc xong thì sẽ không có siêu trí nhớ chẳng hạn, nhưng mà mình lại có thể bước gần thêm một bước tới việc làm bạn với trí não của bản thân. Bạn nghĩ đi, từ lúc bạn sinh ra tới lúc bạn mất đi thì bộ não luôn cống hiến hết mình cho ta. Thì ta cũng nên làm lại một cái gì đó gọi là đền đáp bộ não đi chứ, phải không? Và mình được biết là càng sử dụng não nhiều, khi về già tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer càng thấp. Đó là lý do mình chọn hai quyển này. Tiếp theo là chuỗi thời gian dành cho tâm lý học mà thôi, combo những tâm lý học. Như mình đã nói thì gu sách của mình là gu sách tâm lý. Và hai cuốn tiếp theo là hai cuốn này. Mà trước khi đi tới hai cuốn này thì mình lại muốn dành một lời khen nữa đến Fahasa. Thật sự là gói sách quá là có tâm luôn ấy. Combo tâm lý học tội phạm của tác giả Stanton E. Seminole. Đọc vậy phải không ta? Khi mà cầm quyển sách này trên tay á, cầm combo sách này trên tay á, mình có cảm giác á nguy hiểm. Như là đang dấn thân vào cái màu đen của xã hội vậy. Và trên bìa sách có ghi là nội dung sách có đề cập tới những vấn đề nhạy cảm, độc giả nên cân nhắc khi đọc.
Thực ra thì chẳng ai recommend cho mình về cái series bộ sách này cả. Nhưng mà từ lần đầu mình thấy cái tựa là mình đã bị cuốn rồi. Hy vọng là mình có thể tiếp thu được những bài học trong hai quyển sách này. Tiếp theo là quyển sách Sang chấn tâm lý, do tác giả Bessel van der Kolk, và là cuốn sách về tâm lý học bán chạy nhất trên Amazon. Biết vì sao mình chọn một quyển sách này không? Một lý do rất là trời ơi đất hỏi luôn á. Vì trước đó thì mình đã đọc qua cuốn Dám bị ghét. Trong đó thì tác giả phủ nhận trạng thái sang chấn tâm lý. Mình mới thắc mắc là ủa, cụm từ đó nó rất là phổ biến mà ta. Ngay cả những người mà không biết gì về tâm lý học á thì cũng đã từng nghe qua cái cụm từ đó. Thì tại sao hai tác giả của chúng ta Kishimi Ichiro, Koga Fumitake trong Dám bị ghét lại phủ nhận sang chấn tâm lý chứ? Đương nhiên, mỗi tác giả sẽ có một lập luận riêng của mình. Và người đọc như chúng ta thì chọn lọc thông tin từ tác giả. Mình không nói ai đúng ai sai cả. Chỉ là cuốn Dám bị ghét trực tiếp dẫn mình tới cuốn Sang chấn tâm lý này. Vâng, đó là toàn bộ những cuốn sách trong đợt book haul lần này của mình. Và đương nhiên thì mình không muốn vội vàng có thêm một đợt book haul. Mình muốn đọc chậm thôi, đọc để ngắm. Và vì hầu hết những cái cuốn sách lần này mình mua là mình đã mua hết những cái cuốn sách mà mình thích rồi. Mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình. Và nếu mà thích thì hãy share những cái chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận được nhiều bạn hơn, cũng như là thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. Và IG của mình là Kansiki. Các bạn có thể để lại tin nhắn hoặc là comment trực tiếp phía bên dưới về chủ đề mà các bạn muốn mình thực hiện, cũng như là những cảm nghĩ của các bạn sau khi xem hết clip của mình. Mình rất là trân trọng và mình sẽ note lại. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.